Anh đi đâu đấy? Bạn thêm bi nữa. Đi đổ rác. Anh về sớm đi. Về rồi anh ơi. Dạ. Nhà anh không vợ anh hỏi. Về thôi. Này. Úi giời. Mấy anh trai mình có vợ sống phức tạp nhỉ. Thôi chưa cần anh. Em cứ tận hưởng mấy ngày sống đơn giản trước khi chuyển sang chế độ phức tạp. Ê. Từ từ đã. Ngồi thêm tí nữa đi. Anh chuyện gì ạ? Có gì đâu. Có gì đâu. Bình thường nhá, ngồi chưa ấm chỗ đã nhặng lên đòi về là trăm cây xong cái gì thủy canh. Hôm nay thì chắc chắn có vấn đề. Thì đang vui mà. Về ở đây thấy thoải mái hơn về nhà. Anh chán vợ. Liên thiên. Thế thì em phải về đây chứ không vợ em nó chán em trước. Bye. Này. Tí nó bảo cô Long qua ngủ với hai bác nhỉ? Sao anh? Điều tra ra vấn đề chưa? Bà Phương bà hình lùa. Mai vẫn vấn đề đấy. Xem như nào chứ. Em thấy thì tại là chị Phương chị mong có cháu quá. Đúng rồi. Anh kiểu anh không thích hay sao mà anh cứ đần đà mãi thế. Cố lên anh. Anh phải bớt thực vật đi, tăng hàu lên, bổ sung kẽm vào. Chứ đừng cứ suốt ngày rau rền với rau răm, nó không ăn thua đâu. Đi về. Thế? Hai đằng mày nhiều chuyện như đàn bà. Khoan. Anh còn nợ hai thằng. Nợ gì? Go go. Từ từ. Như nào? Anh lại. Nói rồi anh nói. Anh là ai anh chơi chịu quay phim quay phim là nào anh sủa đàng hoàng mày nhá anh nào anh này sủa anh ơi sủa lại anh ơi nào nào ơi go. Nhớ phải đánh răng nghe chưa? Vâng ạ, anh chào bác Phương. Hôm nay con ngủ với cả bác Phương luôn nhé. Bác Phương ơi, con nằm đây nhá. Giờ nhẹ nằm đây, Hồng Lâm nằm đây.